Thưa quý vị, nội dung được Nghị quyết số 27 ngày 9 tháng 11 năm 2022, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới nêu rõ, đó là kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng tiêu cực, hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng tiêu cực, phát hiện, xử lý kịp thời nghiêm minh các hành vi tham nhũng tiêu cực. Thực tế cũng cho thấy cần sớm có cơ chế hữu hiệu để nhân dân đấu tranh với tình trạng cán bộ hạch sách, nhũng nhiễu, vòi vĩnh. Phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu đã phơi bày một thực tế đau xót, đó là khi bị cán bộ gây khó, vòi tiền, không có bất cứ doanh nghiệp nào dám tố cáo, đấu tranh phản kháng, mà chỉ im lặng và làm theo. Đơn cử như trường hợp bị cơ quan chức năng gây khó khăn bằng cách cấp phép chuyến bay chậm trễ khiến doanh nghiệp bị mất 1,5 tỷ đồng. Nhưng bị cáo Trần Thị Mai Sa, giám đốc công ty MetLife, chẳng những không phản kháng mà còn thần tốc đưa hối lộ để được cấp phép những chuyến bay sau. Doanh nghiệp gọi là MetLife thì riêng cái vụ đầu tiên là bà phải trả cái tiền đặt cọc ấy là trên 1 tỷ đồng. Đấy, mà nếu tiếp tục nữa không có đút tiền, không có cái gì, chi trả gì cả thì mất 1 tỷ đồng là mất trắng. Nhưng mà nếu tiếp tục đút tiền nữa thì có thể có cơ hội được thực hiện chuyến bay, có thể gỡ lại được. Thì vì vậy cho nên người ta giữa chọn lựa giữa cái chuyện mà đấu tranh hay là đưa hối lộ thì người ta chọn lựa đưa hối lộ, bởi vì lực lượng tham nhũng là lực lượng rất mạnh, nó tổ chức rất chặt chẽ, nó có tiền, có quyền, thậm chí là nó sử dụng cả quân, tức là để nói là tay chân của họ để làm những cái việc mà có thể là đe dọa những người đấu tranh phòng chống tham nhũng. Cho nên nếu chưa thời con người ta là bản năng thôi, nếu chưa thắng thì người ta không đấu tranh. Nhưng chính vì không dám đấu tranh, chính vì im lặng đưa hối lộ mà hệ quả tất yếu là bị cáo Trần Thị Mai Sa phải lĩnh án 3 năm tù giam. Bài học rút ra là cần giáo dục, bồi dưỡng, phát huy cao độ tinh thần đấu tranh quyết liệt, phản kháng mạnh mẽ trong từng đảng viên và quần chúng nhân dân đối với mỗi hành vi sai trái của cán bộ. Công khai minh bạch thì lúc đó chúng ta mới xác định được trách nhiệm, quyền hạn của từng cơ quan đơn vị, của từng cán bộ công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cái thứ hai là từ minh bạch hóa đó thì chúng ta sẽ biết là thủ tục hành chính gồm có những cái gì. Cái điều kiện của các doanh nghiệp, của các chủ thể muốn tham gia vào cái thủ tục đó ra sao. Thì trên cơ sở đó doanh nghiệp người ta sẽ tiếp cận rất là rõ ràng. Mà rõ ràng rồi thì khi đó nó sẽ hạn chế tình trạng mà tiếp cận theo đi theo cửa sau. Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng thứ nhất ý, là phải kiên quyết kiên trì như Tổng Bí thư nói. Không phải là chỉ ngày 1, ngày 2 mà chúng ta thắng được đâu. Thứ hai là có cái sự lãnh đạo của Đảng, có phương thức, có bài bản. Thứ ba nữa là chúng ta phải đẩy nhanh, đẩy mạnh của phòng chống tham nhũng ở các quy mô khác nhau. Quy mô của trong đảng, trong nhà nước, rồi toàn quốc, và nó tạo đến cái sự cộng hưởng. Và những người đấu tranh ấy mới cảm thấy được mình là ở trong một lực lượng rất hùng mạnh để chống lại lực lượng tham nhũng, chứ không phải là mình là con dê tế thần của cuộc đấu tranh tham nhũng. Nghị quyết số 27 cũng chỉ rõ giải pháp, nghiên cứu thành lập các thiết chế mới về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng văn hóa liêm chính.